Ngày hôm nay thì mình tiếp tục mình đi một cái đơn hàng cho A Bậu ở Đắk Lắk, nên là bây giờ mình sẽ test thử thực tế cho anh Sách này ở đây mình xem thử. Đồng thời mình cũng muốn cho anh em xem thử là cái con loa này hoàn chỉnh của nó như thế nào, và khi mình unbox ra mình test hàng trước khi giao á thì nó sẽ như thế nào. Đồng thời mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em xem thử là một con loa này nè, nó cần cái gì và cần những cái yếu tố nào để có thể là khởi động và hát thoải mái ha. Rồi anh em cùng xem nè, đây là một cái kiện hàng hoàn chỉnh, ở đây mình mới nhận từ bên hãng qua luôn em. Nó sẽ có thêm dây đai nè, những cái mút này nè để mình bảo vệ cho con loa nó an toàn hơn rất nhiều. Nếu như anh em muốn mình test trước khi giao á thì ok, mình sẽ test luôn. Còn ví dụ như bây giờ anh em mà muốn mình giữ nguyên đai nguyên kiện vậy đó thì ok. Còn ví dụ như bây giờ mình unbox ra là mình bắt buộc phải cắt dây đai này, xé cái tem niêm phong này ra thì mới test được chất lượng. Nên là ví dụ như bây giờ anh em mà muốn nhận nguyên đai nguyên kiện thì giới ơi liền cho mình trước ha. Rồi A Bậu ơi, anh ơi, anh coi thử cái clip em unbox trên này cái con này để em test thử nha. Bây giờ em sẽ tiến hành unbox đây. Cắt. 1 2 3. Con này nó nặng lên tới 135 kg luôn anh em, nên là không thể nào mà một người mà có thể là thoải mái mình unbox được. Anh em có thấy là những cái con lo ráp trên thị trường có con lo nào mà đóng thùng kỹ như vậy không? Lo hãng mới có thôi. Nè, một cái cục xốp rất dày để bảo vệ cho anh em, là hạn chế tối đa được mấy cái tình trạng mà khi vận chuyển á cái bánh này nó bị cong vẹo hay là lủng thùng gì ha. Rồi lật ngược lại. 2 3. Quá nặng anh em ơi, 135 kg chứ không phải nhẹ đâu. Rồi xuống. Trên hũ Nanomax nó sẽ đầy đủ cho anh em tất cả những thông tin nè. Micro UHF nè, đầy đủ hết cho anh em thông số nè, Pro 369. Con lo này là độc quyền tại điện máy 369 của mình, nên anh em kiếm trên thị trường không lâu có hết. Nên là nếu như anh em muốn sở hữu một con lo điện công suất lớn, cấu hình khủng thì Nanomax Pro 369 là một trong những cái con lo như vậy ha. Đầy đủ cho anh em những thông số, giải tần hoạt động nè, công suất nè, rồi lo bát nè, 2 bát 50 nè, coi 100 từ 220 nè, rồi văn số nha, này văn số anh em bị lộn rồi nè, văn số, rồi này đầy đủ kích thước của nó đây, trọng lượng của nó nè, kinh khủng chưa, màu xám nè. Rồi bây giờ mình tiến hành unbox tiếp cho anh em đây. Lo hãng thì lúc nào nó cũng phải có cho anh em một cái tờ giấy gọi là hướng dẫn sử dụng ha. Trên này nó có đầy đủ hết cho anh em những cái thông số nè, mình có thể mình tùy chỉnh rồi rất tất cả mọi thứ luôn nè. Đầy đủ luôn. Lo hãng là nó phải được như vậy, và tiền nào là của đó. 26.9 có giá của 26.9, và mua lo hãng thì nó yên tâm hơn lo ráp rất nhiều. Anh em mà gặp một người thợ giỏi á, thì ráp cho anh em một con lo rất hay. Nhưng mà bây giờ thợ giỏi á, nằm đâu vậy? Chỉ có nằm ở hãng hết thôi. Tập trung tất cả những gì hay nhất ở nằm ở hãng hết rồi. Ngoại hình của Nanomax Pro 369 quá đẹp. Thực tế quá đẹp anh em. Một con lo có màu xám xi măng nè. Nó làm cho con lo nó nhìn nó cứng cáp và nó đẹp hơn rất nhiều. Anh em thấy là logo 369 được in vô gọi là khắc xin xin lên lưới luôn, thì mới biết là con này là nó đẹp như thế nào ha. Rồi bắt đầu mình tiến hành hình báo luôn cho anh em. Mặt trước của con này sở hữu cho anh em là ngoại hình màu xám ha. Xám cho này là xám lông chuột nè, nó đậm hơn cho anh em ánh kim tuyến nè, rất đẹp đó, phối với màu đen hồng array, một trong những cái họng chép mà mình thấy nó sang, nó đẹp đó. Những ốc ở đây nó cũng đã màu đen rồi nè, ốc cục giác nha. Nhìn con lo đẹp giả mày không. Rồi dưới này anh em sẽ có gì nè, một tấm lưới màu xám nhám, xám này sẽ lợt hơn, và sẽ cho anh em bên trong á là 2 con bát 50 coi 100 từ 220, rất to rất lớn. Mặt trước cái tấm lưới anh em cũng thấy rồi, logo Nanomax màu cam, nó làm nổi bật lên cái con lo này đẹp, đầy đủ hết nha. Đây là một trong những cái thiết kế rất là độc lạ của Nanomax, ở chỗ là anh em sẽ có được một cái rãnh để anh em có thể là đưa cái anten bắt sóng lên, và nhờ cái thiết kế độc lạ này á, nó sẽ giúp cho anh em có được một cái bắt sóng xa cực kỳ xa và ổn định luôn. Anh em sử dụng con lo này mà cho trường học hay gì đó, anh em sử dụng trong cái hội trường hoặc là những cái không gian rộng ở sân trường khoảng tầm 1000 mấy 2000 người gì đó, bắt sóng là cực kỳ tốt luôn. Đây, mặt sau của con lo này ở trên này anh em có hai chỗ cắm micro nữa nha, quá ngon lành. Mặt sau là có nguyên một cái nắp đậy bảo vệ hạn chế chuột bọ đổ chui vô ha. Có cái này nè, cái hít này nè, để anh em có ho nè, dính vô nè, ngon lành không, quá đã. Rồi tất cả phụ kiện nó sẽ nằm ở đây, bao gồm túi micro nè, dây điện nguồn nè. Dây nguồn của Nanomax thì nó chừa cho anh em khoảng tầm hình như mình để ý là khoảng 3-4 mét gì đó, nó cũng đủ để anh em có thể là kết nối vô ha. Anh em sổ ở đây trước với mình nè. Nó chừa cho anh em một cái lỗ rất là vừa luôn. Rồi nếu như anh em mà mua lo full á, mua kèm lo full á, thì nó sẽ có cho anh em là hai cái lỗ này, anh em có thể là đưa dây lo full vô đó, rồi anh em câu vô hai chỗ giáp ốc chúa này giúp mình, đỏ hay đỏ, đen hay đen, nó cực kỳ đơn giản luôn. Và tất cả Nanomax người ta đã đi điện rồi, rất thứ là gọn gàng nè anh em nhìn nè. Lo ráp thì làm gì được cái này hả. Đây anten bây giờ mình sẽ lấy mình đưa lên cho anh em xem luôn ha. Đây anten giúp bắt sóng xa, ở đây anten 4 râu luôn cho anh em bắt sóng xa ổn định, và tiếng nó cực kỳ mà rõ ràng và trong trẻo luôn ha.
Đó, bây giờ mình sẽ khui cái hộp micro ra cho anh em xem thử là micro của Nanomax nó có cái gì. Đây, một cái túi vải tặng kèm lên trên cái con loa này. Và anh em sẽ có là bên trong đầy đủ tất cả những phụ kiện, chìa khóa, chống lăng, pin, remote ha. Rồi thêm nữa là cái sợi cáp USB để anh em có thể là chép phần mềm. Nhưng mà ở đây á, là này khi nào mà anh em gọi là phá quá thì phần mềm nó mới có bị ảnh hưởng, thì lúc đó anh em mới cần tới sợi này thôi. Một cái đĩa phần mềm nữa nè. À, anh em nào đam mê nghiên cứu thì cắm vô nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu xong rồi đừng có ới ơi cho mình nha. Và đây micro của Nanomax nè, một cái màu xám sang xịn đẹp đó, có tem nữa nè, tem bảo vệ chống giả nhái gì nè, nó chất lượng cực kỳ, tiền nào là của đó. Và micro Nanomax đúng chất là Nanomax đó. Anh em có thắc mắc bên trong nó có gì không nè? À, chỗ này là chỗ bỏ pin ha. Anh em có thể là sử dụng pin con ó hoặc là pin sạc, pin Toshiba gì đó. Nhưng ở đây anh em xài pin sạc mình thấy sẽ ok hơn. Pin sạc thì ví dụ như anh em hết pin em cắm vô anh em sạc thoải mái cực kỳ, nó không có gì khó hết. À, còn ở đây thì do pin này thì nó anh em sử dụng những pin con ó hoặc là pin Toshiba đó, pin Maxell gì đó thì nó cũng bền, nó cũng lâu ấy bộ. Đây, đó, hai cặp, một cặp micro ha. Rồi, cái này mới quan trọng, bây giờ mình sẽ cùng khám phá bên trong của cái ba cái thớt ở đây. Rồi, mở ra. Đây, quá đẹp. Đằng sau cái lớp gỗ rất là dày ở đây của nắp đậy, anh em sẽ có là ba cái thớt. Một cái thớt đẩy công suất lên tới 2000W trên một kênh, hai kênh là 4000W. 56 sò Toshiba Nhật Bản. Anh em nhìn nè, thiết kế nè, những đây là những cái lỗ thoát hơi của nó nha. Nó đã có anh em bên trong là một cái lớp hạn chế bụi để khi mà nó tản nhiệt á thì nó hạn chế bụi ở môi trường nó bay vô. À, công tắc nguồn ở đây, hai cái con đẩy ở đây. Đó. Nó đầy đủ cho anh em những cái đèn nè, đèn power nè, đèn protect nè, đèn tín hiệu nè, và đèn cảnh báo, đèn clip nè. Rồi, thêm nữa cho anh em sẽ có một cái van số. Van số đời mới nhất 2024 VS1009 sẽ cho anh em được rất là nhiều chức năng. Trong đó mình thích nhất là chức năng của màu 1, màu 2, màu 3, màu 4. Xíu nữa mình mở điện rồi mình sẽ cho anh em chi tiết nó như thế nào. Và đây là sự khác nhau giữa 4 chế độ M1, M2, M3, M4 trên Nanomax Pro 369. Hiện tại mình đang để chế độ M1. Anh em nghe tiếng mình vừa nói xong là nó có một đoạn echo rất dài đúng không? 1, 2, 5, 6. Khi mà anh em nói chuyện anh em sẽ có được cái tiếng nó hơi lặp như vậy, anh em thấy khó chịu. Nhưng mà khi anh em hát karaoke lên, những cái tiếng lặp ở đoạn sau nó sẽ bị nhạt nhẹ lên. Và anh em phải hát, cảm giác là hát rất là bay bổng và nhẹ nhàng luôn nha. Rồi, đó là chế độ M2, delay ngắn hơn, anh em hát nhạc cải lương hoặc là mình có thể dùng tân cổ hoặc là những nhạc trẻ rồi hát rất là hay. Đây là chế độ M3, giống anh ở trên sân khấu luôn, nghe tiếng tiếng vợt không ạ. 1, 2, 5, 6. Tuy gọi là tiếng vợt không, nhưng mà nó để có thể hát nhẹ hơn, hát bay bổng hơn thì nhà sản xuất người ta đã cho anh em thêm một trợ một ít echo vô. Reverb cộng echo, nhưng mà echo nhẹ, anh em sẽ nghe tiếng có lặp lại, nhưng mà nó không có rõ ràng như là chế độ M1 ha. Đây là chế độ M3, hát nhạc trẻ là bao chiêu luôn. Một. Trong thời gian chuyển từ mod này sang mod kia, anh em sẽ có một khoảng im lặng là không có bất kỳ hiệu ứng nào luôn. Đây chế độ M4 nè. Vừa reverb, vừa echo, vừa delay, và echo rất dài luôn. 1, 2, 5, 6. Rồi, như đó thôi là anh em cũng đã hiểu là đây mình quay về M1 nha. Như đó thôi anh em đã biết được là bốn chế độ này nó như thế nào rồi. Hiện tại mình đang để micro cũng khá là xa. Nếu anh em muốn hát nhẹ hơn anh em để sát vô cho mình á, mình tiếng cực kỳ lớn luôn. 1, 2, 5, 6, 1, 2. Còn anh em để xa để hơi nhẹ một xíu. Alo, 1, 2, 5, 6, 6. Hiện tại mic đang để 35, mình đứng sát bên không hề hú ý gì luôn. Đó là tính năng của con van số. Van số thì nó kháng hú cực kỳ tốt và nó cho anh em được nhiều chức năng. Và cuối cùng là một cái thớt micro nè, với hai kênh, hai sóng micro, kênh A, kênh B, có sóng cực kỳ xa luôn. Ở trên kênh mình cũng đã có rất là nhiều những cái clip để mình test cái độ bắt sóng xa của cái con micro này. Anh em có thể là lên kênh tìm hiểu lại ha. Đây, dây điện luôn nè, khá là dài để anh em có thể kết nối ha. Rồi, cắm vô. Rồi, để mà có thể tắt mở một con loa, đặc biệt là Nanomax Pro 369 thì anh em có thể là hạ van giúp mình. Hạ van vậy không? Ha, rồi, tắt mở thoải mái. Trên này thì, đó, lên. Không, đơn giản cực kỳ luôn. Đó, và như anh em để ý nè, ngay chỗ này giúp mình nè. Vừa mở lên nó chạy vô đúng cái phần mềm hãng người ta đã chỉnh sẵn cho anh em. Mic lúc nào cũng lớn hơn nhạc, đảm bảo cho anh em hát cực kỳ nhẹ luôn. Rồi ở trên này, một vàng nút ở đây mình giờ sẽ cho anh em chi tiết nha. Rồi ở bên này anh em sẽ có là những cái nút nét bài để anh em có thể là mình cắm USB vô mình test. Rồi ở đây anh em có thêm một nút set nè. Trong nút set này mặc định nhà sản xuất đã giới hạn những cái mức của anh em nè. Này là ba con số này là ba con số tùy chỉnh của nhà sản xuất. Anh em thấy quen không? 20 nè, 32 nè, bấm là set nè. 20, 32, 37 là ba con số này, khi mà tắt mở lên nó sẽ hiện đúng ba số này. Anh em muốn thay đổi anh em bấm qua nè.
bấm nút down qua nè. Rồi anh em có thể vặn nút này để thay đổi. À, thay đổi sẽ tự lưu lại ha. Rồi còn ba nút này là giới hạn âm lượng và giới hạn micro tối đa. Ở đây thì nhà sản xuất cũng đã giới hạn cho anh em ở mức này. À, anh em có thể là mình sử dụng trong mức này, hoặc là anh em nếu mà cho thuê thì mình có thể là giới hạn cho nó nhỏ lại nữa để cho nó an toàn con loa của mình. À, mình yên tâm mình sử dụng hơn ha. Rồi tiếp theo ở trên này anh em sẽ có gì? Nút input để anh em chọn chế độ đầu vào. Bluetooth nè, hiện tại BT là Bluetooth nè. Anh em chọn optical. Tới optical là những cái sợi cáp quang từ TV đưa xuống á, nó sẽ cho anh em được cái chất lượng âm thanh nó cao hơn. Thì anh em có thể là sử dụng cổng optical anh em câu ra đặt đằng sau của cái con mang số này ha. Thì nó sẽ cho anh em tín hiệu nó tốt hơn. Rồi AUX là kết nối bằng dây hoa sen. Thêm nữa là BGM nó cũng tương tự như vậy, và MP3 là sử dụng USB ha. Cái này khi mà anh em mang về, nhớ anh em để ý giúp mình hai này, hai cái nút khóa nè của cái hớp micro nè. Anh em nhớ nhấn giữ giúp mình nút up để mình khóa lại, hạn chế tối đa được cái việc tình trạng mà mình lạc sóng, lạc tần số ha. Nhấn giữ nè, khóa ổ nè, nhấn giữ nút up nè, khóa ổ này nha. Rồi ví dụ anh em muốn mà bị lỡ bị lạc tần số, anh em muốn set lại thì nhấn giữ nút up để nó mở khóa ra, rồi sau đó anh em mới phải là ấn set để nó set lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em một đoạn nhạc trên NanoMax Pro 369, anh em cùng nghe thử nha. Mình sẽ dùng USB để mình test nhạc cho anh em xem. Rồi đó là tất cả những gì anh em còn biết về NanoMax Pro 369, một trong những con loa điện chính hãng độc quyền tại điện máy 369 của mình, đến từ thương hiệu NanoMax, một trong những cái thương hiệu tuổi đời lên đến 32 năm, cho anh em được sự tin tưởng, an tâm và chế độ bảo hành cực kỳ tốt luôn. Nếu như bây giờ anh em muốn sở hữu cái con loa điện này, ới ơi liền cho điện máy 369, ới ơi liền cho Bảo Trần nha. Bên mình có hỗ trợ trả góp 0% khi anh em đến tại cửa hàng. Chốt đơn.